Vợ Xuân Bắc gọi anti-fan là lũ sâu bọ, nóng mặt đáp trả khi bị chửi thứ đàn bà thủ đoạn hống hách. Bà xã nam nghệ sĩ Xuân Bắc vừa gây xôn xao cõi mạng với lời đáp trả đanh thép tuyên chiến thẳng với anti-fan khi bị chửi thẳng mặt là thứ đàn bà thủ đoạn hống hách không biết điều. Nam nghệ sĩ Xuân Bắc là gương mặt từ lâu đã không còn quá xa lạ đối với khán giả Việt Nam, đặc biệt là các khán giả phía Bắc, là một trong những người nghệ sĩ tài ba. Tên tuổi cũng như thực lực đầy mình, Xuân Bắc đã được mệnh danh là danh hài đình đám nhất thị trường miền Bắc nước ta. Sau bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, Xuân Bắc giờ đây đã khẳng định được vị thế mà khó ai có thể qua mặt, trở thành lớp đàn anh được nhiều nghệ sĩ trẻ ngưỡng mộ và luôn học hỏi. Ngoài vai trò diễn viên, hiện tại anh đang đảm nhận trọng trách giám đốc của nhà hát kịch Việt Nam từ tháng 1/2021. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật đầy thăng hoa, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc còn được khán giả cả nước ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình đầy viên mãn, hạnh phúc bên vợ cùng với hai cậu con trai. Theo đó, vào năm 2006, Xuân Bắc đã gây bất ngờ cho khán giả khi công khai kết hôn cùng với bà xã Nguyễn Hồng Nhung, chị cũng là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, khi là giảng viên khoa sân khấu của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Cùng với sự nổi tiếng của bố, hai quý tử nhà Xuân Bắc cũng được chú ý không kém, đặc biệt là Bi Béo với tính cách hài hước thông minh. Tuy có chồng là người nổi tiếng, nhưng bà xã Xuân Bắc lại là nhân vật ít được lòng khán giả cả nước, từng nhiều lần vướng vào những tai tiếng phạm miệng, phát ngôn gây sốc hay trực tiếp đấu khẩu với nhiều nhân vật nổi tiếng. Chính vì thế Hồng Nhung có cái nhìn không mấy thiện cảm trong mắt khán giả, ảnh hưởng không ít đến tên tuổi của danh hài Xuân Bắc. Mới đây Hồng Nhung là một lần nữa làm dậy sóng cõi mạng với lời đáp trả cực đanh thép đến anti-fan khi bị chê thẳng, chửi thậm tệ về tính cách cũng như con người cô. Trong đó người dùng mạng xã hội đã vô cùng bất ngờ trước loạt bình luận nặng lời gửi đến bà xã Xuân Bắc trên trang cá nhân. Trong đó lời bình luận gây xôn xao nhất là việc cô bị chửi là thứ đàn bà không ra gì. Cụ thể người này viết: hống hách ngạo mạn vô trí tuệ hèn hạ, xảo trá thủ đoạn nhiều mặt nhiều lưỡi, phá hết phúc của nhà chồng để xem đời của con cái ra sao. Lời bình thẳng thắn này khiến cho dân tình ai cũng ngã ngửa bởi những từ ngữ quá nặng nề, không ai chấp nhận được, không thể ngồi yên trước những lời xúc phạm kém duyên. Hồng Nhung cũng đã nhanh chóng đáp trả cực thâm thúy. Theo đó bà xã Nam Tàu viết: Tết Đoan Ngọ dịp sâu bọ, các bác nên nhớ người lương thiện không có lời lẽ như này, sâu bọ không ở đâu xa. Câu trả lời thâm sâu của Hồng Nhung khiến cho nhiều người hả hê, cho rằng cô có lối xử lý thông minh và rất đúng. Nhiều người đưa ra nhận định với Hồng Nhung, tuy rằng đối với nhân vật là anh hùng bàn phím mượn mạng xã hội để tận dụng xúc phạm người khác thì cũng không nên nhân nhượng, cần phải đáp trả thẳng tay. Song điều này cũng khó dứt điểm được những anti-fan bởi môi trường mạng ảo khó có thể tránh khỏi những thành phần này, nhất là đối với những người có tầm ảnh hưởng nhất định như bà xã Xuân Bắc. Được biết Hồng Nhung sinh năm 1982 và xuất thân trong một gia đình đại gia có tiếng ở Hà Nội. Khi trưởng thành, cô bắt đầu cảm thấy có niềm đam mê với diễn xuất và quyết định theo học trường nghệ thuật. Tại đây cô đã gặp và thân thiết với Xuân Bắc. Trải qua thời gian 2 năm hẹn hò và tìm hiểu, hai người quyết định kết hôn. Dù chưa lần nào lên tiếng đụng chạm bên vực hay vào cuộc chung với những drama của vợ, nhưng khán giả cũng dễ dàng nhận ra Xuân Bắc luôn là cái tên bị tréo vào mỗi lần vợ của anh có những xích mích hay phát ngôn gây sốc với nhiều nhân vật nổi tiếng. Trước đó Hồng Nhung còn gây choáng khi đấu võ mồm online với một nhân vật nổi tiếng trong showbiz như là người mẫu Trang Trần, nghệ sĩ nhân dân Anh Tú, diễn viên Kiều Anh. Điều này cũng là việc khiến cho nhiều khán giả nhiều lần ngán ngẩm và bức xúc lên tiếng. Khán giả cũng mong rằng những điều này cũng sẽ sớm chấm dứt ở Hồng Nhung, bởi hiện tại với tên tuổi của Xuân Bắc cũng như là bà mẹ của hai con, thì việc tiết chế cảm xúc không dính líu vào những drama sẽ là điều cần thiết cho gia đình nhỏ của cặp đôi.